Thì cho tiếp tục với khái niệm thứ ba, đó là sự oxy hóa chậm. Vậy thì sự oxy hóa chậm thì khác với sự cháy ở điểm nào? Vậy nên nói, sự oxy hóa chậm tôi lấy ví dụ, đó là sự dỉ sắt hay là sắt bị dỉ. Thầy có cái búa ở đây, có thể nói là bằng sắt đi để cho nó dễ hiểu. Thì ta thấy cái búa này nó bị han dỉ. Thì cái quá trình han dỉ của cái búa này có phải nó diễn ra ngay lập tức không? Chắc chắn câu trả lời là không rồi. Nó phải diễn ra trong thời gian dài thì nó mới bị dỉ như thế này. Đấy, hoặc là cái sự dỉ của cái vỏ tàu ở dưới biển, bị chìm dưới biển, thì đấy cũng là sự oxy hóa, nhưng nó diễn ra trong quá trình rất là dài. Thì cái quá trình đó thì nó khác quá trình này như thế nào, sau này chúng ta học ở nâng cao kiến thức lớp 12 chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Còn bây giờ thì chúng ta nhận thấy sự dỉ sắt đây cũng là sự oxy hóa chậm. Ngoài ra thì cái ví dụ nữa, đó là sự oxy hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể con người và động vật. Vậy thì nó khác với lại sự dỉ sắt ở chỗ nào? Thì ở đây ta thấy sờ lên trán ta thấy là, hoặc là chạm vào tay ta thấy nó nóng. Vậy nó cũng là sự oxy hóa. Thì chúng ta để hiểu rõ hơn, để chúng ta hình dung, chúng ta ăn thức ăn vào trong hệ tiêu hóa sẽ biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng này sẽ được thẩm thấu qua cái thành mao mạch ruột non để vào máu. Dòng máu sẽ đưa chất dinh dưỡng đến tế bào. Chúng ta hô hấp là cái quá trình chúng ta hấp thụ khí oxy tại cái phế nang của phổi. Thì khí oxy sẽ được hấp thụ vào máu và được dòng máu được đưa đến tế bào. Thì tại tế bào xảy ra cái quá trình mà khí oxy ở trong máu và chất dinh dưỡng sẽ đưa đến tế bào, tại trong cái bào quang của tế bào, đó là người ta gọi là ti thể đấy, xảy ra quá trình đốt cháy chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng cộng oxy thì nó sinh ra năng lượng và tạo ra CO2 và các chất thể khác. Cái năng lượng đó thì một phần sẽ giúp cho ta hoạt động chuyển thành công, và một phần lớn để chuyển sang dạng nhiệt để giữ nhiệt độ cho cơ thể chúng ta là 37 độ C. Đấy. Thì vậy thì quá trình oxy hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể con người cũng là quá trình oxy hóa chậm. Tuy nhiên so với lại quá trình oxy hóa sắt bị dỉ này thì cái quá trình này nó còn chậm hơn rất là nhiều. Đấy. Nhưng nó khác với lại sự oxy hóa sắt này thì nó có tỏa nhiệt hay không? Câu trả lời là nó có tỏa nhiệt, nhưng cái lượng nhiệt nó quá ít khi nó phân tán ra môi trường cho chúng ta cảm nhận rằng là cái cơ quan cảm giác của da ta không cảm nhận quá trình đó là quá trình tỏa nhiệt, vì nó xảy ra nó quá chậm. Thế còn cái quá sự oxy hóa trong cơ thể con người thì nó tạo ra nhiệt, thì chúng ta cảm nhận thấy nó nóng. Vậy thì nó giống với sự cháy, đó là sự oxy hóa chậm thì giống sự cháy là có tỏa nhiệt, nhưng chúng ta thấy là chúng ta nhìn cái quá trình này thì nó không phát sáng, hoặc là sự oxy hóa trong cơ thể chúng ta cũng không xảy ra cái hiện tượng nó là phát sáng. Và cái bản chất của vấn đề là cho dù nó là sự cháy hay sự oxy hóa chậm thì nó đều phải có oxy tham gia vào quá trình phản ứng. Vậy sự oxy hóa chậm phải là sự oxy hóa đó, là sự oxy hóa. Sự oxy hóa có tỏa nhiệt, có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. Khác nhau nha, không phát sáng. Đấy. Thì ở đây chúng ta cần phân biệt một chút nữa, đó là sự oxy hóa chậm thì khác với sự cháy là nó không phát sáng, nó giống với sự cháy là quá tỏa nhiệt, nhưng vì nó quá trình nó diễn ra chậm cho nên cái nhiệt nó tỏa ra nó sẽ nhỏ hơn so với nhiệt của quá trình cháy. Thế còn ví dụ như là cái bóng đèn nó phát sáng thì đó có phải là sự oxy hóa không? Thì câu trả lời là không. Đấy là cái quá trình chuyển hóa điện năng thành quang năng thôi, chứ nó không phải là sự cháy, hay nó cũng không phải là sự oxy hóa. Thì đấy là nội dung nói về sự oxy hóa. Tuy nhiên trong mục này chúng ta còn có một cái khái niệm nó nữa, đó là sự tự bốc cháy. Vậy thì thế nào là sự tự bốc cháy? Đó là khi một chất cháy mà nó tiếp xúc với cái nguồn nhiệt
cái nguồn nhiệt đó nó dần dần đạt đến cái nhiệt độ cháy của chất cháy, thì cái chất đó sẽ tác dụng với oxy và nó bùng cháy lên, thì người ta gọi đó là sự tự bốc cháy. Thì đấy, ví dụ như là chúng ta đi vào trong rừng hút thuốc vất tàn lóng, cái tàn lóng đó nó sẽ làm cho những cái lá khô ở xung quanh nóng lên, nó sẽ nóng đỏ lên. Đến một lúc nào đó thì cái nhiệt của những cái lá đó nó nóng đạt đến nhiệt độ cháy của cái lá, thì cái lá đó sẽ tác dụng oxy trong không khí và nó bùng cháy, thì người ta gọi đó là sự tự bốc cháy. Và từ đây thì chúng ta thấy là chúng ta rất lưu ý là có một, cho dù có một tàn lóng đỏ nào đó mà được sinh ra trong các hoạt động sống của các bạn mà các bạn sơ ý, thì có thể dẫn đến cháy nhà hoặc cháy rừng. Và đây là một cái điều lưu ý để chúng ta liên hệ với cuộc sống. Nó còn rất nhiều những cái hiện tượng mà cháy mà tạo nên bởi sự tự bốc cháy, thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp. Vậy chúng ta thể kết luận lại nội dung của cái buổi hôm nay cho có 3 ý. Ý thứ nhất là khái niệm về sự oxy hóa, ý thứ hai là khái niệm về sự cháy, và ý thứ ba là khái niệm về sự oxy hóa chậm. Sự oxy hóa là sự tác dụng của oxy với một chất. Sự cháy là sức oxy hóa qua tỏa nhiệt và phát sáng. Sự oxy hóa chậm là sự oxy hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. Còn sự tự bốc cháy là một sự oxy hóa chậm, và là sự oxy hóa chậm, và khi nó đạt đến cái nhiệt độ cháy thì nó sẽ là tự bốc cháy. Thì đấy là nội dung của các khái niệm, mà nội dung của cái chương oxy này nó còn có hai khái niệm nữa, đó là phản ứng hóa hợp và phản ứng vân hủy.